Amanda Nguyễn, 33 tuổi, là một nhà hoạt động xã hội và dân quyền, sắp trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Cô sẽ bay trên chuyến phóng tên lửa New Shepard sắp tới của công ty hàng không vũ trụ Blue Origin. Amanda Nguyễn là người giúp thay đổi luật pháp Mỹ, đấu tranh vì quyền lợi của 1,3 tỷ nạn nhân từng bị xâm hại tình dục trên toàn cầu. Với nỗ lực của mình, Amanda Nguyễn đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019 và được tạp chí Time vinh danh là người phụ nữ của năm 2022. Cô gái 9X gốc Việt còn được tạp chí Forbes xếp vào danh sách 30 nhân vật xuất chúng dưới 30 tuổi, 100 nhân vật đối ngoại xuất chúng, được trao giải Nelson Mandela, giải lãnh đạo thế giới, giải phụ nữ trẻ, cùng nhiều giải thưởng vinh dự khác. Chuyến đi của Amanda do Space for Humanity, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Denver, tài trợ, theo diện chương trình phi hành gia công dân. Chương trình này nhằm mục đích trao quyền cho mỗi phi hành gia công dân để giải quyết các thách thức toàn cầu với tầm nhìn rộng hơn. Chương trình của Space for Humanity chuyên tuyển chọn, đào tạo và đưa những cá nhân có ảnh hưởng từ nhiều tầng lớp xã hội lên vũ trụ để trải nghiệm hiệu ứng tổng quan, hiệu ứng thay đổi nhận thức do việc quan sát trái đất từ không gian mang lại. Khi trở về, họ được kỳ vọng truyền cảm hứng tích cực. Trong một thông cáo báo chí, Antonio Peronas, giám đốc điều hành của Space for Humanity, bày tỏ tự hào khi hợp tác hỗ trợ hành trình vào vũ trụ của Amanda Nguyễn. Ông ca ngợi hành trình sắp tới của Amanda là biểu tượng của sức mạnh, niềm đam mê và sự xuất sắc, là tấm gương sáng cho nhiều người. Điều này cũng phù hợp với sứ mệnh của tổ chức là dân chủ hóa không gian và thúc đẩy kết nối toàn cầu. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm chuyến bay vào vũ trụ của Amanda chưa được công bố, nhưng cô rất mong chờ hành trình này và tin rằng nó sẽ góp phần thay đổi cách nhìn nhận về tương lai nhân loại. Amanda nói rằng, cùng nhau, chúng ta cam kết thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về vũ trụ, về nhau và về tương lai nhân loại. Tôi mong chờ chuyến bay vào vũ trụ của tôi, cũng như hành trình của chúng ta về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Amanda tốt nghiệp Đại học Harvard và thực tập tại NASA năm 2013. Cô làm việc tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard and Smithsonian, sau đó giữ chức Phó Liên lạc viên Nhà Trắng của Bộ Ngoại giao Mỹ. Cô còn được biết đến nhờ hoạt động vận động chính sách, nhấn mạnh các giá trị và tầm nhìn chung cho tương lai. Trong một video trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ, Amanda Ngọc Nguyễn nói, "Tôi là người Việt Nam, tôi bay vào không gian để những cô gái trẻ Việt Nam có thể nhìn thấy chính mình giữa những vì sao. Điều quan trọng với tôi là mang cộng đồng đi cùng. Tôi có thể là người đầu tiên, nhưng sẽ không phải là người cuối cùng." Trước khi đạt được cột mốc này, Amanda được biết đến là một hiện tượng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cũng như những bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới với câu chuyện của mình. Theo đó, cô tốt nghiệp Đại học Harvard và từng thực tập tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA vào năm 2013. Năm 2019, cô là người gốc Việt duy nhất được đề cử giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có được những thành tựu đáng ngưỡng mộ này, Amanda đã từng là nạn nhân của một cuộc tấn công tình dục vào năm 22 tuổi. Sau vụ việc kinh hoàng, Amanda đã bắt đầu thực hiện nhiều hành động nhằm đấu tranh đòi lại công bằng cho các nạn nhân bị tấn công tình dục và là người gốc Việt duy nhất soạn thảo và thúc đẩy bộ luật đặc biệt về quyền lợi của nạn nhân bị xâm hại tình dục. Quê ngoại của Amanda ở Bạc Liêu, cô sinh năm 1991 và lớn lên tại bang California, Mỹ. Amanda đã thể hiện năng lực xuất sắc trong học tập trước khi vào Đại học Harvard ở bang Massachusetts và thực tập ở NASA, nuôi dưỡng ước mơ chinh phục vũ trụ. Cô cũng từng giữ chức Phó Liên lạc viên Nhà Trắng tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhưng biến cố lớn xảy ra khi cô bị bạn học tấn công tình dục năm 2013 trong thời gian theo học tại Đại học Harvard. Biết rằng để truy tố kẻ đã tấn công mình ra tòa là một cuộc đấu tranh lâu dài và tốn kém, cô đã nộp một bộ bằng chứng y tế về hành vi xâm hại, rape kit, lên chính quyền bang này. Với nạn nhân bị tấn công tình dục, tìm kiếm công lý có thể là quá trình kinh hoàng và khiến họ xấu hổ. Trái với quy định liên bang Mỹ, tại một số bang ở nước này, nạn nhân còn phải trả tiền cho quá trình đánh giá y tế để tố cáo thủ phạm. Cảnh sát Massachusetts cho biết, theo luật của bang này và một số bang khác của Mỹ, nạn nhân bị tấn công tình dục có thời hạn 15 năm để khởi kiện kẻ xâm hại. Nhưng trong thời gian đó, họ phải làm thủ tục gia hạn rape kit 6 tháng một lần. Rape kit sẽ bị tiêu hủy nếu nạn nhân không làm thủ tục gia hạn sau 6 tháng. Để tiến hành thủ tục gia hạn, tôi phải trải qua 6 giờ trong bệnh viện, Amanda từng chia sẻ. Theo mạng lưới chống cưỡng bức, lạm dụng và loạn luân Mỹ, quy trình khám nghiệm liên quan đến tội danh tấn công tình dục có thể kéo dài nhiều giờ, tùy thuộc vào nhiều yếu tố.
Trong quy trình này, nhân viên khám nghiệm sẽ kiểm tra cơ thể nạn nhân từ đầu tới chân nhằm tìm kiếm bằng chứng ADN có thể tố giác thủ phạm. Về cơ bản, hệ thống đó khiến tôi luôn phải sống cuộc đời của mình theo cái ngày bị cưỡng hiếp, cô nói với Guardian hồi năm 2016. Bất cập ở bang Massachusetts khiến Amanda tự hỏi luật của bang khác như thế nào. Cô nghiên cứu hơn 20 quyền pháp lý dành cho nạn nhân bị tấn công tình dục và nhận ra mức độ bảo vệ dành cho họ tại các bang của Mỹ có khác biệt lớn. Kansas và Utah gần như không đảm bảo quyền cho nạn nhân bị xâm hại, ngoại trừ việc chính quyền trả phí xét nghiệm y tế ở Utah. Còn Kansas cấm bắt nạn nhân phải thực hiện bài kiểm tra nói dối. Trong khi đó, California và thủ đô Washington có luật nghiêm ngặt nhưng đều không cung cấp bản sao báo cáo từ cảnh sát cho nạn nhân. Mỹ cũng không có báo cáo thống kê quốc gia về số lượng rape kit bị tiêu hủy mà nạn nhân không biết hoặc không đồng ý. Không bang nào có luật quy định lưu trữ rape kit cho đến hết thời gian nạn nhân có thể đệ đơn kiện. Nhận ra bằng chứng tố cáo kẻ tấn công mình có thể bị hủy hoại, Amanda đã gác lại giấc mơ chinh phục vũ trụ, tập trung vào nỗ lực tìm công lý cho bản thân và những nạn nhân bị xâm hại khác bằng cách thay đổi quy định của luật pháp Mỹ. Đứng giữa ngã ba là công lý hay ước mơ trở thành phi hành gia, tôi đã chọn công lý, Amanda kể lại trong video trên mạng xã hội hôm 26 tháng 3. Amanda lập tức hành động. Tháng 11 năm 2014, cô thành lập Rise, tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho quyền của nạn nhân bị tấn công tình dục trên khắp nước Mỹ. Nhóm gồm các tình nguyện viên và nhà hoạt động cùng thúc đẩy để đưa vấn đề về quyền của nạn nhân bị tấn công tình dục ra Quốc hội Mỹ. Hai tháng sau khi Rise xuất hiện, các nghị sĩ Massachusetts thông qua luật với hàng chục quyền mới cho nạn nhân bị tấn công tình dục. Luật giúp thiết lập hệ thống theo dõi rape kit, cấm cơ quan hành pháp hủy bằng chứng nếu chưa kiểm tra hay thông báo cho nạn nhân. Thành công ở Massachusetts mới chỉ là bước đầu trong mục tiêu của Amanda, đó là thông qua một dự luật về quyền của nạn nhân bị tấn công tình dục ở 50 bang và cả cấp liên bang. Rice tiếp đó soạn thảo đề xuất tương tự cho các nghị sĩ quan tâm tới vấn đề này ở bang California, làm việc với nghị sĩ ở New York. Tháng 7 năm 2015, Amanda gặp thượng nghị sĩ bang New Hampshire Jean Sahin để thảo luận về dự luật cấp liên bang về quyền của nạn nhân tấn công tình dục. Dự luật được bà Sahin đệ trình trước Quốc hội Mỹ vào tháng 2 năm 2016. Giới chức 12 bang sau đó đã liên hệ với Rice, ngỏ ý muốn dùng dự luật làm hình mẫu để xây dựng luật tương tự tại bang của họ. Tháng 9 năm 2016, dự luật của Amanda Nguyễn được lưỡng viện đồng thuận thông qua ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện Mỹ. Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đã ký ban hành luật tháng 10 cùng năm. Liên Hợp Quốc năm 2022 cũng thông qua nghị quyết lên án mọi hình thức bạo lực tình dục và hối thúc các quốc gia hỗ trợ nạn nhân trong quá trình tìm kiếm công lý. Mỗi năm ở Mỹ, có khoảng 68% vụ tấn công tình dục không được trình báo đến cảnh sát và cũng chỉ có 7 trong số 100 vụ được báo cáo dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm. Chỉ 2 trong số 100 kẻ cưỡng hiếp bị giam một ngày trong tù. Dự luật của Nguyễn có thể tạo ra nhiều thay đổi cần thiết đối với quy trình trình báo tấn công tình dục ở Mỹ, đảm bảo cho các nạn nhân cảm thấy an toàn và được lắng nghe khi họ công khai vụ việc của mình. Quan trọng nhất là họ có được công bằng và sự bình an mà họ xứng đáng được có. Đạo luật về quyền của nạn nhân tấn công tình dục ước tính tác động đến gần 25 triệu người ở Mỹ, cũng như đem lại quyền lợi chính đáng cho 1,3 tỷ nạn nhân trên toàn thế giới. Nhiều bang Mỹ đã áp dụng đạo luật hoặc dựa vào đó để xây dựng luật bang phù hợp. Tôi có thể chấp nhận sự bất công hoặc viết lại luật, và tôi chọn viết lại luật, Amanda nói. Trong 10 năm qua, tôi đã đổi chiếc kính thiên văn của mình, lấy một ngòi bút để soạn thảo các văn bản luật bảo vệ nạn nhân bị xâm hại, và tôi đã thành công. Amanda năm 2016 rời công việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ để dành toàn thời gian cho Rice. Cô còn được truyền cảm hứng bởi các cố vấn trong thời gian ở NASA và muốn trở thành phi hành gia. Amanda đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Á và quốc đảo Thái Bình Dương phản đối nạn thù ghét nhằm vào nhóm người này. Năm 2021, cô chia sẻ video kêu gọi truyền thông tăng cường đưa tin về tình trạng thù ghét chủng tộc ở Mỹ. Vấn đề được Tổng thống Joe Biden chú ý và đưa vào bài phát biểu đầu tiên của ông sau khi nhậm chức. Tổ chức dân quyền Rise do Amanda Nguyễn thành lập đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang nhằm giới thiệu và nâng cao tinh thần cho những người sống sót sau bạo lực tình dục. Vài giờ trước khi bắt đầu buổi trình diễn thời trang, trong căn phòng khách sạn ở Midtown Manhattan, Mỹ, Amanda Nguyễn nổi bật trong chiếc áo dài trắng, trang phục truyền thống của Việt Nam. Trang phục áo dài là sự hợp tác của nghệ sĩ Suzanne MC Celan và Alex Pernstein. Nó được bao phủ trong văn bản tuyên ngôn về quyền của những người sống sót sau nạn xâm hại tình dục. Tuyên ngôn này được lấy cảm hứng từ câu chuyện cá nhân của chính Amanda Nguyễn. Những câu hỏi như bạn đã mặc gì hoặc bạn đang mặc gì trong bối cảnh thời trang là niềm vui. Nhưng nhiều năm trước, khi tôi bị cưỡng hiếp,
tôi đã phải trả lời những câu hỏi trên theo chiều hướng bị chỉ trích. Họ đổ lỗi cho nạn nhân vì bộ trang phục bạn đang mặc khiến tội phạm không thể cưỡng lại hành động thú tính. Amanda Nguyễn chia sẻ, trong nhiều năm, Amanda Nguyễn nỗ lực cho phiên bản toàn cầu của tuyên ngôn nhân quyền cho những người sống sót sau bạo lực tình dục.